im lìm trên thị trường chuyển nhượng. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai hôm nay mới công bố tân binh đầu tiên trong mùa giải 2024-2025. Sau khi vượt qua vòng kiểm tra y tế, thì tiền vệ 29 tuổi Silva da Silva đã đặt bút ký hợp đồng ở thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải 2024-2025. Cầu thủ cao 1m86 và thuận chân trái này đã ghi một trong 8 trận đấu cho câu lạc bộ Santo Sportivo ở giải Serie C Brazil. Maxin hiện không được chuyên trang chuyển nhượng. Transfermarkt định giá cụ thể giá trị chuyển nhượng cao nhất của Maxin là 350.000 euro vào tháng 8 2021. Maxin là cầu thủ đa năng, anh có thể đá tiền vệ trung tâm, tiền vệ phòng ngự lên vị trí hậu vệ trái. Đây là sự bổ sung đáng kể cho tuyến giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trong bối cảnh Tuấn Anh đã chia tay, Minh Vương và Trương Ngọc Quang không thể thi đấu suốt cả mùa giải. Dự kiến trong vài ngày tới, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ công bố tân binh thứ hai là tiền đạo cao 1m94 đang thi đấu tại giải Serie B của Brazil. It is the expect that in the next few days, we will announce the second new player. Stones are currently playing Brazil CDP. The Mountain Town team says goodbye to many notable names, such as the goalkeeper. Recently, Singer contact with the fitness quadruple Oliver Silva. Sit a expert to the help in blue, the physical foundation of the player meeting the high season. According to plan, his team will go Thailand to train and play friendly match. Đội bóng phố núi chia tay nhiều cái tên đáng chú ý như thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Huỳnh Tấn Tài, tiền đạo Đinh Thanh Bình, Lê Minh.